mấy người đâu hết rồi? Gốp con keo lên. Nó mổ rồi, gốp con keo chưa? Tao bỏ có thì luôn cắt một cắt gì vậy? Coi thì coi gì? Gì? Chim ưng hả? Nó là như con nhưng mà rồi bự gì á? 600. Này tôi về đi săn mồi rồi. Còn những con đó là bao nhiêu? Những con thế này nữa. Con này bao nhiêu? 2,5 triệu hả? Ăn cũng mệt. Nhảy vô đây rồi. Lớp tới lớp luôn. Thử ăn thử gì. Đã quá ta. Khôn lắm. Khôn. Nuôi cái nhỏ này nó khôn nè. Bây giờ nó chạy theo. 2,5 triệu con hả? Con 2,5 triệu con này bạn. Đỡ chạy chim tinh quá nghe ghé, chạy chim tinh quá mua con gì nuôi nè, mốt săn mồi. Ừ, nuôi cái con lớn cái con nhỏ vậy nó khôn mới sợ nè. Thì kia là bữa anh thấy là biết rồi. Thầy quá lời của hai chú á. Ủa cái con đó. Còn cái con đó. Con này cắt luôn. Hai mấy triệu con hả? Ở đây bán có chim săn mồi các bạn này. Cái con này là 22 mấy triệu. Thì gần nó bay. Đây có chim săn mồi các bạn đó, đó. Đây là con bồ ke, con này 20 mấy triệu một con nè. Thấy mê không đó? Còn cái mỏ này, cái mỏ này. Con này con cắt săn mồi các bạn đi chim săn mồi nè. Con này 20 mấy triệu một con. Ở chơi chim thành quá. Thì các bạn có thể đi theo cái tuyến quốc lộ 62 từ Tân An lên cái chợ chim này là 29 cây. Nếu mà từ Sài Gòn các bạn có thể đi đường N2 á, đi cùng đường qua Đức Hòa xong rồi qua đường N2 về Thạnh Hóa là 40 cây á. Đây bán tất cả các loại chim, có chim thân mồi luôn. Thì cái chợ này hôm nay là quạt khang cay hơn nhiều các bạn. Giờ vô trong rồi, tôi mua đồ nhiều lắm. Có hai con chim này tới mặt lại thấy bốn chút thôi kìa. Nếu mà 2,5 triệu mua về nhỏ mốt lớn nó khôn nó khôn thì rồi nó được. Quay cho người ta coi cái mốt ghé ra mua. Ở chợ chim mình quá này, cái tiệm mình cái gì nè.
Đây tôi bán thử máy bắt gì. Trời chim mình quá thì bán thử máy mà. Được kiểm duyệt rồi mà. Kiểm duyệt nhưng mà dưới đó. Có phép mà. Mất phép rồi. Ừ, anh thấy mấy công nhân ở chạy không? Mấy nó cũng mua chùa công an phải không? Ừ. Vui buồn vui xui công an à. Phép họ không phép gì nó lúc là kẹt tiền như vậy chết đó. Ờ, ý nhà em hoài. Nuôi thì nuôi thì mốt nó lớn nó khôn, nó khôn sợ luôn nè. Trời. Nhỏ là vậy anh bị cút rồi dí chụp chụp rồi đó. Mua con đó kìa. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời thịt chuột á. Đây bàn con. Con này đói nè, con này nhóm mỏ lên nè. Đây bà. Đây nè ha. Con nữa ha. Xây con tính tôi này như con vậy. Em hai mà chín con nhiêu tiền không tính tôi được chín năm chục. Ờ, tôi mất rồi hổm hổm nhiều. Bữa hổm tôi cho 5 con đó là 850 đó. Bữa hổm 5 con đó là nhiêu tiền? Con nó con lớn rồi mà. Cái này bạn con này 12 con, 10 con, 11. Khôn ghê luôn, nhỏ nuôi lớn khôn ghê. Trời hổm 850 hả? Cái gì ăn bụng rồi. Nhìn nó đã ghê, nó khôn ghê luôn. Nó khôn ghê không? Con đó con đó là em của con này. Con này là con lớn, con này con nhỏ. Không phải hai con nhỏ giống nhau. Tại con này nó chưa ra lông. Cái ông em đó đi chưa. Cái này là đàn em, này đàn anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nó đã gì nó kiếm tiền mua con nuôi nó săn mồi săn chuột á. Sáng nay em khách vừa đi vừa lên mà không thấy chuột, quả nhảy xuống chụp tiền chuột. Hay lắm mấy con này, hay lắm, con bự hả? Mắt cái kinh lắm. Này tới mùa nước là săn chuột là thầy luôn, phải huấn luyện nữa kìa, bay mất tiêu chết luôn. Thấy là người ta hỏi mua nhiều lắm á, mà nay mới bán lại chứ không được có bán đâu. Có mấy cái người hỏi đây nè, hỏi chợ có bán không? Con này con nè, nó mới nở nè. Con này nó là con đại bàng, các bạn thấy không, đại bàng kìa. Này con này con nhỏ nó nở ra nè. Thử cho đây nha. Khôn ghê, lại đang uống nước xong lại đại bàng con này ngày cho nó mấy lần sáng mình đang cho nó ăn đó. Này mấy con này để bàn được, đâu có vừa được. Để bàn đâu có vừa được. Ô nó dành. Ui nước mổ rồi. Là không ngồi. Nó là